Mi Phone chọn hai chiếc laptop này đến từ nhà Lenovo tại vì sao? Vì sự mỏng nhẹ này cũng như là thiết kế sang trọng. Và một điều mà Mi Phone bật mí cho các anh em biết đó là Mi Phone khá là tâm đắc ở chiếc laptop này. Và tâm đắc như thế nào thì anh em xem hết video nhé. Thì ở hai chiếc laptop đó là AI Lenovo IdeaPad Slim 5 ở Core Ultra 5 125H và Core Ultra 7 155H, thì chúng ta sẽ thấy những điểm giống nhau. Cụ thể hơn đó là chúng ta sẽ sử dụng ổ cứng 512GB SSD, màn hình thì là 16 pin này 2K OLED và tầm số quét lên tới 120Hz. Màu xám này và chất liệu cũng bằng nhôm, vừa mỏng vừa nhẹ và trọng lượng nó cũng như nhau luôn. Và đi sâu hơn thì chúng ta sẽ thấy hai chiếc laptop này nó khác nhau ở chip RAM. Ở chiếc laptop Lenovo Core Ultra 5 125H thì nó sẽ sử dụng cái chip mà Mi Phone vừa nói đó là Intel Core Ultra 5, và RAM thì là 16GB DDR5. Còn ở chiếc laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 Core Ultra 7 155H thì nó cũng sử dụng cái chip khác đó là Ultra 7, và RAM thì lên tới 32GB DDR5. Và khi mà chúng ta nhìn qua tổng thể của thiết kế cũng như là ngoại hình của hai chiếc laptop này thì Mi Phone thấy nó giống hoàn toàn luôn, không khác gì hết. Nó chỉ khác ở bộ phận bên trong thôi, đó là chip RAM. Và khi mà chúng ta mở chiếc laptop này ra thì chúng ta sẽ thấy một chiếc màn hình cực kỳ rộng lớn lên tới 16 inch 2K, và cùng với đó là tấm nền OLED mọi người ạ. Và khi mà chúng ta sử dụng cái tấm nền này để thiết kế đồ họa này, chơi game hay là học tập thì vô cùng thoải mái cũng như là vô cùng thích mắt của chúng ta luôn. Nói thật với anh em là khi chúng ta sử dụng tấm nền 2K thôi đã quá là chất lượng rồi. Nhưng mà khi Mi Phone chọn chiếc laptop này này để trải nghiệm này, cùng với đó là tấm nền 2K OLED và tần số quét lên tới 120Hz, thì cái màu sắc mà chúng ta nhận là được này, ấy rất là rực rỡ, cùng với đó là rất là đẹp mắt và chân thực sống động nữa mọi người. Và cùng với đó là khi mà chúng ta chơi game này, thiết kế đồ họa thì không còn gì để chê nữa. Về cổng kết nối thì bây giờ ở hai chiếc laptop này chúng ta thấy này, tất cả các cổng kết nối đều như nhau. Thì bên mặt phải thì chúng ta sẽ có hai cổng kết nối, đó là USB Type-A, một micro SD này, và bên mặt trái thì chúng ta sẽ có là jack sạc này, đây jack sạc, cùng với đó là một HDMI, một Type-C và jack cắm 3.5. Và vừa rồi Mi Phone đã đưa ra những thông số cơ bản ở hai chiếc laptop đến từ nhà Lenovo này rồi. Và ở đầu video thì Mi Phone có nhắc đến một điều mà Mi Phone tâm đắc luôn, thì Mi Phone đã chọn cái chiếc laptop IdeaPad Slim 5 Core Ultra 7 này tại vì sao? Tại vì nó được nâng cấp RAM lên tới 32GB, mà ở hai dòng laptop này thì RAM nó sẽ được hàn cứng, cho nên là chúng ta không được bổ sung hay nâng cấp thêm đâu mọi người ạ. Mà chúng ta chỉ cần bỏ thêm 3 triệu nữa thôi là chúng ta đã được nâng cấp con chip này, nâng cấp RAM này, thì nó sẽ phục vụ tối đa cho cái năng suất làm việc của chúng ta. Và vừa rồi là những thông tin về hai chiếc laptop phục vụ cho các anh em thiết kế đồ họa này cũng như là chơi game. Thì bây giờ anh em thích chiếc laptop nào hơn thì comment ở phần dưới bình luận nhé. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom.